Cái này 100 quá. À vậy mã là đây là quán cơm Ma Tín Dụ đó cả nhà. Quán cơm này là của người Kiều. Còn người Tiều thì họ hay teo đồ ăn lên vậy nè. Và mình thích ăn cái gì thì mình chọn. Mình thích ăn cái gì thì những cái món gì đó thì mình chọn. Mình kêu và cái nồi thức ăn là lúc nào cũng nóng hổi. Chú đầu bếp đó là chú sắc đồ ăn rất là nhanh luôn. Chị này là rụt lại 80 một miếng quyết, bên ngoài bao nhiêu cải 100. Bác bên đây trước 11 trước, tới chị này tới số 7. Số 7 là hai cái rụt cải dòng miếng trong này. Số 11 có gì nữa?
Đó rồi, đủ rồi. Số 11 đủ rồi em. Có miếng quế phải không? Cứ rồi, cái miếng dưới số 7 xong bán gì ở ngoài. Đúng rồi, đúng rồi. Đây xong miếng này. Xe xe xe. Rồi hai thứ dùng miếng quế phải không? Số 7 rồi còn. Rồi cái là hai cái tiểu cải 100 nè. Đó có lên. Cái cà chua này là ăn cơm ngon lắm luôn cả nhà. Từng qua con. Đang giữ qua con. Bỏ tới hai tạm ăn kẻ luôn à. Cứ bỏ không được. Ờ. Anh nắm hỏi có bà còn thiếu không? Lò xí tò. Xíu hoàng kẻ à. Rồi. Tàu trứng. Tàu trứng ở đây. Chứ là qua từ hồi bé học từ rồi à. Qua có hả bà? Qua từ. Rồi hỏi nọ có hai nha. Đó đó. Đó rồi đây. Rồi khỏi thối thành thối khỏi. Đèn ga xí mà đi không? À đèn xí mà đi không? Ở đây cái luôn á. Thôi mấy chú ơi. Dạ. Cắt thịt là không có chán luôn cả nhà. Bằng ấy a thao chờ chờ đi coi. Có ăn cái chiên từ từ hoàng kiện tôi ăn bắp đây đó chiên bắp 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 Yeah.
Đây là nồi huyết với trứng vịt. Có thêm cải không chị này? Đây là củ linh đấy. Dạ. Giờ là bán được hai giờ. Dạ. 4:30 bán. Bán đến hết cơm thôi. 8-9 giờ gì anh chị? Bán hết nghỉ à? Dạ. Đâu chị? Cái này món à,
ở đây là có khoảng ba cà ớt này này cả nhà, mình bỏ nắp lên. Cái này 16 ngàn. Dạ 16 ngàn một phần vậy đó ha. Một trái hả? Dạ dạ. Rồi giết cả nè. Những đồ không? Tí phút Thảo Vi á chú. Dạ. Rồi. Cơm á cả nhà. Những cái món ăn ẩm thực của người Hoa luôn khiến cho chúng ta bất ngờ đó. Như quán cơm này là tồn tại được 60 năm rất là lâu rồi. Khu Chợ Lớn này là có hai quán cơm cơm của người Tiều rất là lâu đời cả nhà. Sau đó có quán cơm Tiến Dục này. Nước ở họ nấu lên cái màu rất là đẹp. Có địa chỉ luôn này cả nhà. 143 đường Tân Thành, phường 12 quận 5. Em nhìn một phần ăn về nhiêu tiền nhỉ? Phần như vậy nhiêu tiền? À hỏi giùm anh. Đây Thảo kêu miếng đậu hũ với ăn ăn miếng bao tử cả nhà. Mình thích ăn cái gì thì mình kêu cái đó. Ở đây người ta cho một chén cơm thôi, ăn hết thì mình kêu thêm. Đó, ăn ít vậy thôi chứ không có ăn nhiều, không có đem cơm nhiều, không có bới nguyên là thú giống như là ở nơi khác. Ăn cơm của người Tiều thì vậy. Đó. Cái bao tử ở đây người ta ninh á, vừa ăn luôn à, không có quá dai mà cũng quá giòn, ăn cũng quá mềm, ăn kèm với cà chua này rất là ngon. Miếng đậu hũ này. Miếng đậu hũ rất là ngon luôn. Họ nấu trong cái nồi nước rất là to cho nên ăn rất là ngon. Là nóng hổi luôn. Đ
để chút xíu thảo hỏi coi cái phần ăn này bao nhiêu tiền cả nhà. Cả nhà mà nếu mình muốn tìm một cái quán ăn quận người tiểu á thì mình có cái ghé ở địa chỉ này nha cả nhà. Đây 243 Tân Thành, phường 12 quận 5. 4 giờ chiều là bắt đầu bán rồi. Rất là đông luôn cả nhà. Như giờ cơm một thảo hồi này là 100 ngàn cả nhà. Nhưng mà khách ăn rất là đông. Cả nhà mà nếu mà mình muốn thưởng thức một cái món cơm của người Tiều thì có thể ghé ở quán cơm Tiến Vũ cả nhà. Giá nó còn hơi cao xíu nhưng mà Thảo thấy khách rất là đông. Mọi người có thể thấy là khách rất là đông. Khách ngồi từ ngoài này nè, vô trong này và qua tuốt bên này luôn cả nhà. Giò sắt với lưỡi chung một dĩa, hai thứ ruột cải chung một dĩa. Ta treo lên rồi nhưng mà người ta bỏ xuống dưới cho nó nóng, bỏ cái nồi này cho nó nóng. Thì khách ăn vô là khách mà kêu ăn đó là người ta xách ra. Chứng tỏ là quán cơm này rất là ngon cả nhà. Khách đông lắm luôn, giờ cơm là đông nghẹt luôn. Mà giá cũng phải mềm nhưng mà khách đông là mọi người biết quán cơm nó ngon sao rồi. Là mua 100 ngàn không nha. Một phần thì là 100 ngàn. Rất là nhiều cơm ở đây thì chén cơm nhỏ thôi nhưng mà chủ yếu là người ta ăn thức ăn rất là nhiều. Cái gì cái nào sao lại cái bán nhanh cái bán đây rồi không có chừng đổ rồi nha.